Bữa nay á ra vườn á mình sẽ cho mấy bạn xem cái siêu phẩm của mình đây. Bữa nay mình có siêu phẩm mới. Đây. Đây mấy bạn thấy gì không? Siêu phẩm mới đây. Chưa, đã chưa? Nè mấy bạn coi nè, siêu phẩm mới của mình đây. Mà mình đang suy nghĩ văng được mà giờ lên không biết cách nào để lên cái siêu phẩm này. Thấy đọc không mấy bạn? Đó. Đó. Để mình nói cho mấy bạn nghe. Chưa ăn cơm xong á là lại đi ra vườn hóng mát. Cho mấy bạn xem cái siêu phẩm của mình đây, xa xa đó. Đó. Thấy mát ghê không? Bạn nào mà ở nhà vườn là chưa, chỉ thích đi ra vườn giống như mình vậy thôi à. Ở trong nhà nó không có mát bằng ở ngoài vườn. Đó, đi dạo ngoài vườn. Mát ghê chưa? Tới cái siêu phẩm rồi. Ăn cơm no rồi, chuẩn bị ra cái võng này nằm ngủ một giấc coi. Chắc mấy bạn rất là muốn biết mình văng cái võng như thế này nè, mà làm cách nào để đi lên đây được phải không mấy bạn? Mình cũng đang suy nghĩ đây. Bữa hổm mình cũng văng võng ngoài vườn mà ăn trộm nó lấy mất cái võng của mình rồi mấy bạn ơi. Ở quê người ta ăn trộm giặt á, người ta lấy cái võng này về người ta nằm. Vườn của mẹ mình đây. Để đi kiếm có trái dừa nào không để uống coi. Đây đây cho mấy bạn coi đây, mẹ mình trồng mít, hình như là có mít chín thì phải. Nghe nó thơm thơm mấy bạn ơi. Được mấy cây mít trái nè, nghe nó thơm thơm. Để mình lại mình coi cái mít này coi, hình như nó thơm đâu đây nè. Ồ chín rồi, chắc là ngày mai sẽ được. Thơm quá. Giờ mình tìm cách để mình lên cái võng này mình nằm mới được. Sao đây, để mình tìm cách mình lên cái võng này mình nằm cho mấy bạn xem nha. Để mình đi tìm cách rồi. Mấy bạn đợi chút xíu nha. Nãy giờ tìm tòi thì cuối cùng cũng suy nghĩ ra được một cách nha các bạn. Mình mới chặt một cây gậy nè, mình để sẵn kìa. Đó, một cây gậy. Với lại á, mình thấy cái này nè, cái này hay lắm nè. Cái nè, đó. Cây cầu tre của mẹ mình. Cây cầu tre của mẹ mình đây. Mình sẽ làm cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn đợi mình chút nha. Mấy bạn đợi mình chút. Đợi mình chút mình làm cho mấy bạn xem mình đi lên. Mình đi lên cái võng nó như thế nào. Có cái cầu tre nha mấy bạn.
Mấy bạn nhớ nha, cái này chỉ dành riêng cho những người biết bơi thôi nha. Mình biết bơi mình mới dám chơi cái trò này. Mình nói cho mấy bạn, họ không biết bơi thì đừng nên chơi cái trò này nha mấy bạn. Dễ bị té lắm á. Nhớ nha. Hy vọng là mình đang nằm về mà đừng có con rắn nào mà nó bò lại mình hay nó rớt lên đầu mình, nhất là vừa gụng trúng đầu chắc vui lắm à mấy bạn. Gió mát quá mấy bạn ơi, muốn ở ngoài đây hoài luôn.
ơi, mát quá trời mát rồi. Mình đến đây là kết thúc thôi. Hẹn mấy bạn clip sau. Cảm ơn mấy bạn đã xem clip của mình nha. Chào mấy bạn nha mấy bạn.